Xin chào các bác nha. Ngày hôm nay em giới thiệu các bác một cái con máy massage chân mà em chưa từng gặp bao giờ. Đây nó là một cái dòng phải nói là siêu VIP, chưa bao giờ gặp mà rất hiếm. Đấy, một con máy nó đỉnh cao trong cái dòng máy massage chân. Con này thì sẽ giới thiệu các bác nhìn về tất cả các tính năng của nó. Trước khi vào giới thiệu thì các bác có nhu cầu các bác ủng hộ cho em theo cái số điện thoại này nhé. Đấy, các bạn ấn đăng ký kênh giúp em để ủng hộ bên shop em và cập nhật những cái clip mới nhất. Ở đây là một cái con massage chân, các bác nhìn nó kinh khủng luôn. Đấy, thấy chưa? Trông như là đại bàng giang cánh, quá dã man luôn. Con này có cái gì thì sẽ giới thiệu với các bác đây. Thứ nhất là hình thức, về chất lượng con này còn rất mới, phần vải nhung rất mới này các bác này. Phần vải bên này gần như trong này không dùng. Mặt mũi có một vài cái vết này đánh cana kỹ là chắc là hết, em không làm. Đấy. Con này thì tại sao nó là VIP? Nó là phiên bản VIP thì giới thiệu. Nó là phiên bản VIP đây các bác. Đầu tiên là con này bóp bóng hơi các bác nhá. Bóp bóng hơi toàn bộ. Bóng hơi. Dưới trong bàn chân này có một cái bàn gọi là các cái gai. Khi phần bóng hơi nó bóp thì nó sẽ dùng cái lực nó đẩy toàn bộ cái phần mu bàn chân và ép cái gan bàn chân mình xuống các cái gai đấy. Nó tạo ra các cái điểm gọi là nhấn điểm massage các cái huyệt đạo dưới gan bàn chân. Đấy. Thứ hai, nó có tính năng sưởi ấm hồng ngoại, rất là ấm ở dưới phần bàn chân. Rất ấm dưới bàn chân, bóp rất khỏe. Bác kéo khóa này lên, bật luôn nhé. Và điều hay nhất của con máy này mà không con máy nào có, đó là nó có cái chức năng các bác bóp phần đùi. Đấy, bóp phần đùi nhá. Phần đùi này cơ chế có thể nâng lên, hạ xuống theo cái chân của các bác dài hay ngắn ạ. Thấy chưa? Dài hay ngắn, chân dài hay ngắn. Mình nâng lên, hạ xuống được. Đây. Phần này là phần đùi. Các bác nào mà muốn đầu gối thì mình có thể xoay check xuống đầu gối này. Đấy. Thì nó cũng sẽ bóp đầu gối. Còn nó là thiết kế đây là phần đùi. Nâng lên hạ xuống. Các bác thấy kinh ạ. Đấy. Như con đại bàng luôn. Một con máy mà phải nói là khủng. Bây giờ sẽ bật thử nhé. Lực hơi của nó rất là khỏe. Ở đây có 3 bài tự động. Có 3 cấp độ điều chỉnh lực và có tắt bật 2 chế độ hồng ngoại. Đấy, dễ dùng. Đây là cái phiên bản premium của hãng các bác, phiên bản siêu cấp luôn. Đấy. Yeah. Một con máy mà em nghĩ sẽ rất nhiều các bác có nhu cầu, các bác đang tìm con này mà nó không có trên thị trường, thì rất là nhiều bác có nhu cầu nhé. Có duy nhất một con thôi, bác nào chốt thì các bác lôi cho em con này, em bán là 4.8 triệu nhé. 4.8 triệu. Mã số 10 có một con duy nhất. Đấy. Hàng này không có con thứ hai đâu ạ. Muốn có cũng không có được. Đây, cái này nâng lên các bác. Đấy. Yeah. Chỉ có một con duy nhất. Bóng lực bóp mà bóng hơi hơi đấy rất êm ái. Khỏe. Đấy. Đấy, bây giờ bật các chế độ bóp cả phần đùi nhé. Phần thổi bóp căng cả phần đùi này luôn. Tùy theo cái chân của các bác to hay nhỏ. Đấy, bóp phần đùi lên các bác thấy bắt đầu hơi nó thổi ở đây. Bóp phần đùi luôn. Đấy. Rất là hiếm. Con máy phải nói VIP. Thật sự chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Đấy, chưa nhìn con này bao giờ các bác. Đấy. Phần này sẽ bóng hơi đây, bóp cho nó căng. Nó còn rất là mới luôn. Đây em xem cái chế độ. Trên này có 3 chế độ nhé. Con máy hiếm quá. Đấy. Hơi sẽ thổi căng ở cái phần này và bóp vào phần đùi của các bác. Đấy, hơi bắt đầu thổi các bác này. Đấy. Đây là có điều chỉnh các cái lực này, trung bình hay là gì đó đây. Đấy. Có duy nhất một con thôi các bác nhé, không có con thứ hai đâu. Đấy. Hiếm quá. Phần hơi nó sẽ thổi đây.
mình có thể điều chỉnh các cái cỡ chân của mình theo cái độ to nhỏ khác nhau. Đấy, hơi nó thổi căng này các bạn, ép cái chân mình vào nhé. Đấy, hai bên nó thổi. Đấy, mình khi mình ép chân mình vào đây thì nó bóp cái phần đùi. Nếu các bác check này xuống thì mình bóp đầu gối. Đấy, các bác nào có nhu cầu chốt thì alo em nhé. Có một con duy nhất là điện 100V hàng Nhật nội địa xịn. Các bác alo cho em theo hai số này nhé. Chào các bác.